Hello, xin chào các bạn nha. Hôm nay thì là mình sẽ làm cái video về những cái hẻ cầu hủ đá banh trong một bánh bạch trong một và bánh bô nha. Thì là như đây là cái cầu hủ mình đã túng được, rất là hên khi được túng được là ba cầu hủ câu lạc bộ Một Tâm. Thì cái trong một cái bịch bánh bô ca này nè là không chỉ là 100% các bạn sẽ dính hẻ, có thể là 50-50. Các bạn hên thì là các bạn sẽ dính và xui thì bạn không dính. Trong đây thì mình đã mua hai bịch làm để hồi mở ra cho bạn xem. Thì là trong phần rất là may của bên Boca thì là Boca không chỉ là một bịch bánh khoai tây giống như là năm rồi, năm 2017, 2018, mà nay thì là Boca đã nâng cấp thêm rất nhiều là bịch bánh Boca. Thì là trong đó thì là nhiều bịch bánh bắp, bò rồi tùm lum luôn, gà quay. Thì là mình đã ăn tất cả các bịch thì là thấy là tất cả đều là ngon. Thì là trong một số cầu thủ này thì là có rất nhiều là cầu thủ nổi tiếng. Hôm nay mình sẽ review qua những cầu thủ cho bạn xem nha. Thì đầu tiên là Mbappe. Thì là mình sẽ xé bịch luôn. Họ mua xé bịch, chưa xé bịch giờ thì xé bịch cho bạn xem cận cảnh. Thì đây là cầu thủ Mbappe nha. Cầu thủ này là cầu thủ được gọi là cầu thủ xuất sắc nhất trận. Thì là tấn công thì là 99. Nếu cầu thủ này mà lên 100 tấn công thì là cầu thủ đó liệt vào danh sách là 100 cầu câu lạc bộ 100x1. Thì tiếp theo thì là ba cầu thủ 100 và một cầu thủ này mình sẽ khoan, mình sẽ xé bịch đưa luôn. Thì trong đây là có ba cầu thủ rất là nổi tiếng. Thì đây là một cầu thủ gọi là cầu thủ Busquets. Thì là cầu thủ này là tiền vệ nha. Thì là trong câu lạc bộ Một Tâm có một cái phòng thủ là Một Tâm nên đã liệt vào. Còn tấn công phòng thủ thì là điều 101 thì là có Mohamed Salah. Thì là cầu thủ này là đứng thứ là 68 trong tất cả các cầu thủ. Tại vì nay thì Boca thì không có nhiều như trước, chỉ là có 68 hẻ, mà toàn bộ những ngày là cỡ là 26 hẻ thì phải. Thì cầu thủ này thì là tấn công phòng thủ là điều 100 hết nha, tốc độ tuy cản sút kỹ thuật chuyền 100 hết, 101 full. Tiếp theo là cầu thủ một thủ môn Edison. Thủ môn này là ở đội Manchester City nha các bạn, Manchester City. Thì là có phòng thủ 100 nên nó liệt vào cầu thủ câu lạc bộ 100x1. Thì là trong những cái này thì là mình cũng thích nhất là một thủ môn, đó như là thủ môn mà Kutoi. Thủ môn Kutoi này là của nhớ không lầm là thủ môn này là thủ môn 6 ngón tay vậy các bạn, mình không nhớ rõ nha. Thì là sai sót thì là mong các bạn thông cảm, chỉ là mình chỉ nhớ vậy thôi. Còn một thủ môn cũng là rất là đắt giá ở năm nay là một thủ môn De Gea. Đâu là De Gea đây? Thì là thủ môn De Gea này là một thủ môn cũng rất là đắt nha các bạn, ở đội là Manchester United. Thì là thủ môn này thì là có thẻ đứng thứ 31. Thì là những hai thẻ MB, một thẻ dưới một thẻ này, hai thẻ MB. Thì còn mình coi còn gì giới thiệu không? Còn một con mình nhớ, còn một con nữa nè, Dema. Hủ Dema đâu rồi? Dema của mình đây. Hủ Dema, cầu thủ này cũng là một cầu thủ rất là có tiếng tăm luôn nha các bạn. Thì cầu thủ này là nó in hình một áo thì là áo gọi là áo Paris, gọi là áo Pháp. Thì là bên đây thì là cầu thủ này là đứng thứ là 54 các bạn, đứng thứ là 54. Hẻ thứ 54. Thì cũng rất là tấn công thì là 88. Cầu thủ này nó thua Mbappe không cập nhật hay gì nè, không được liệt vào là cầu thủ xuất sắc nhất trận hay là cầu thủ câu lạc bộ Một Tâm. Thì trong cái này thì là chỉ là mình còn chưa túng Messi và Ronaldo đó, hai cái đó rất là hiếm luôn. Thì là các bạn nào có thì là nhớ bình luận phía dưới nha. Còn cái này là Marcelo. Marcelo thì là cũng rất là một cầu thủ rất là nổi và có tên tuổi. Thì là cầu thủ này là cầu thủ đứng thứ hai. Một thì là Couto là một thủ môn, hai là Marcelo.
một Marcelo là một hậu vệ, hai đội này là hai đội hoàng gia các bạn. Thì đây phần video mình sẽ mở ra hai bịch bánh cho bạn xem coi có cái thẻ gì trong đây không, để cho nó thêm phần thú vị nha, nhằm khi là Ronaldo Messi trong đây nè. Trong đây thì là các bạn quên giới thiệu bạn nữa, thì trong đây là các bạn thể sưu tầm được là một đội bóng trong mơ chứ, một đội lúc này là 11 thẻ thì là các bạn sẽ được gửi về hệ thống Boca, thì bên Boca sẽ gửi lại bạn một trái banh. Thì mình nói lại bạn thấy không, trong bên này là không có một cái thẻ nào luôn, không có thẻ. Thì ở này là chỉ là xác suất là 50-50 thôi, còn bịch nữa mình sẽ mở luôn. Mong bịch này là trúng được thẻ ngon nè, có thẻ các bạn. Thẻ này là đội của tiền đạo, đội này là đội của Ronaldo nha, mà lại tiền đạo luôn, coi chừng là Ronaldo các bạn. Ronaldo, không ngờ mình đã tưởng hết, mình rất là ngạc nhiên đấy các bạn. Tính là mua để quay cho bạn xem thôi, chỉ là review qua ba cái thẻ, ai nhờ là trúng được một cầu thủ, không ngờ nha các bạn, rất là hên luôn. Khi mình nhìn thấy đội này là một đội của Ronaldo và thẻ thì là thẻ tiền đạo luôn, là mình cũng suy nghĩ là Ronaldo, ai ngờ trúng thiệt. Xé luôn cho bạn coi cực tính nha. Quá không ngờ luôn, rất là hên luôn nha. Thẻ là thẻ đứng thứ là 45, Ronaldo tấn công 90, phòng thủ 29. Không ai ngờ tấm được Ronaldo, mình cũng rất là ngạc nhiên luôn. Thì cũng là một đại cầu thủ rất là nổi luôn nha. Còn Messi thì là mình chưa tốn. Không ngờ luôn, quá hên luôn nha bạn. Clip bên đây kết thúc nha, cảm ơn bạn xem video, các bạn nhớ like, đăng ký kênh cho mình, hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo.